Rồi luôn cái dao rớt tiếp tục. Khó trở về nữa. Bạn ơi, giờ cái dao cũng lỡ rớt mà núi cũng đã quyết định nó uống giá dừa rồi. Không thể nào mà cầm một trái với một quài xuống được ta. Núi dùng tay đánh cái dừa này bể rồi uống luôn mà. Kiếm thế. Héo rớt nữa đó. Rớt là hết vừa rồi đem xuống luôn. Rồi an toàn. Đó. Thường thường núi đập vừa chỏ dưới đầu dưới tay là ở dưới đất không mà bạn. Cái này rớt cái dao rồi lên trên đồi đập luôn uống luôn bạn. Đào quá. Chắc là lấy chỗ quánh quá mà đập cái đầu thử ra giờ đủ cách hết trơn không bể bạn ơi. Cái đầu bữa nay chưa luyện tiếp con chỗ đi bể bạn rồi uống luôn. Nước dừa này cảm giác nó ngọt bạn. Ở trên cây uống ngọt hơn dưới đất rồi. Đó là tại cây dừa này nó ngọt cũng không biết nữa. Để chút xuống dưới lấy trái hồi nãy uống cái nữa thì biết rồi coi cảm giác như thế nào. Nhiều quá. Rồi bữa nay sao yếu quá ta. Ôi có cháo già rồi. Có gáo không bạn? Cháo có cháo rồi nè bạn. Này cháo thịt càng đầy luôn bạn. Để núi múc cháo kìa. Coi núi có đem được hay không nha. Cọng dây này hồi nãy muốn hỗ trợ cho cây dao lên. Giờ dao rớt thì cần xài nữa đâu, bỏ nó luôn đi. Đeo kia cho nó bóp cái bụng nước vừa no quá.
Đây, dây này mình sử dụng cho hoài dừa à. Mới lên thì vàng khó làm quá. Nhà đây dừa ơi. Còn 6 trái. Cái trái này cũng nặng nè. Rồi đứt rồi. Sao ta? Mình cũng người nông dân mà. Mình nghĩ cái nào ăn cũng được thôi, làm khác. Thiếu gì mua trò chơi. Đó, áo để làm gì, cởi áo ra, còn cục dừa đem xuống. Chứ mình có hai tay để leo xuống rồi cầm quả dừa sao leo bạn. Chứ thôi, đây đó. Tại thông cảm cứ cởi áo gọt dừa nghe cảm thấy nó mát. Gió thổi nhiều. Cái quầy dừa đó, có gì đâu có, thấy không? Tại mình suy nghĩ bỏ ra chút xíu, suy nghĩ là mình hiểu được cái công chuyện này. Thì thôi, cũng khó. Cái đạn này giống con khỉ bọn con nó ôm vung ngực nó chạy. Ôi, trời ổn đây. Tới đất luôn rồi. Sẵn cái quầy dừa này nó chịu không nổi thôi. Giật lên nó kẹt không vậy rồi, nó nặng quá rồi, giờ nó xuống từ từ luôn, biết sao giờ à. nặng quá bạn ơi. Rồi còn mấy thước nữa hả? Ai vậy hai còn tới đây rồi cảm giác ngày xưa xuống như vậy, bây giờ xuống như vậy cũng được luôn bạn, xuống tới đất rồi bạn ơi. Núi